Dương Thị Vân. Huỳnh Như, Huỳnh Như, Huỳnh Như. Chia sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, chúng ta một lần nữa nhìn lại pha thoát xuống của Huỳnh Như, cú chọc khe rất tốt của Dương Thị Vân. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng trong pha tranh chấp ở khu vực giữa sân trước khi kiến tạo cho đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn.